Đại tướng Tô Lâm, đoàn bộ công an mang theo nhiều ADN đã đến Anh, sớm nhất 3 giờ chiều sẽ báo cáo về. Đại tướng Tô Lâm cho hay ưu tiên hàng đầu của Bộ Công an hiện nay là cần nhanh chóng xác nhận danh tính các nạn nhân là người Việt Nam trong vụ 39 người chết ở Anh. Sáng ngày 4 tháng 11 bên lề hành lang Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết hiện đoàn công tác của Bộ đã sang đến Anh để phối hợp với cơ quan chức năng nước bạn xác minh danh tính các nạn nhân trong vụ phát hiện 39 thi thể ở container. Tuy nhiên do ngày mùng 3 tháng 11 là chủ nhật nên đoàn chưa làm việc được và trong ngày hôm nay thứ hai sẽ làm việc với cơ quan chức năng phía Anh. Bây giờ mới là sáng sớm ở London nên sớm nhất cũng phải 3 giờ chiều nay, lực lượng được Bộ Công an cử sang mới có báo cáo đầu tiên về cho bộ trưởng, ông nói. Bộ trưởng Tô Lâm cho hay ưu tiên hàng đầu của Bộ Công an hiện nay là cần nhanh chóng xác nhận danh tính các nạn nhân. Hiện thông tin cho rằng có nhiều người Việt Nam nên đoàn công tác có mang theo rất nhiều tài liệu của Bộ Công an đã xác minh để đối chiếu với phía Anh nhằm có thông tin sớm, kết luận cùng phía nước bạn giải quyết. Sau khi đã xác định có người Việt Nam, cần tập trung tiến hành công tác bảo hộ công dân, cụ thể sẽ phối hợp để đưa thi hài những người xấu số, số đó trở về nước theo đúng luật pháp của Việt Nam và Anh Quốc cũng như thông lệ quốc tế. Bộ trưởng nêu rõ, bên cạnh đó theo người đứng đầu Bộ Công an, một nhiệm vụ cũng được bộ đặt ra cần tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm, trước mắt phải ngăn chặn loại tội phạm này. Ở đây là điều tra quốc tế nên cần điều tra có kết luận sớm, vạch trần tội phạm, lôi các đối tượng có tham gia hoạt động này ra xét xử hiện nay bộ công an đã chỉ đạo khởi tố một số vụ án liên quan đến việc tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép và đã phát hiện bắt giữ một số đối tượng có liên quan đại tướng tô lâm nói ông cho rằng cùng với việc xử lý cũng cần có biện pháp để ổn định tình hình cuộc sống của cộng đồng người việt nam ở nước ngoài trong đó có ở anh hiện nay trước tình hình vụ việc này cảnh sát một số nước có tiến hành truy quét nên chúng tôi có đề nghị chính phủ các nước tạo điều kiện không để có những xáo động ông nêu rõ và đề nghị báo chí cần đưa thông tin chính xác không suy diễn những thông tin cần thiết cần phối hợp với cơ quan công an, chính quyền xác minh làm rõ. Đối với thông tin một số gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh cho biết trên báo chí đã nhận được thông báo của cảnh sát Anh về việc con là nạn nhân trong số 39 người tử vong, Đại tướng Tô Lâm cho hay hiện vẫn đang phối hợp với cảnh sát Anh để ra soát. Ông nói thêm hiện một số gia đình không liên lạc được với con em mình nên đều cho rằng người thân của họ là nạn nhân trong vụ việc này. Nhưng thực tế qua xác minh, nhiều gia đình đã phát hiện thân nhân của họ vẫn đang ở trong nước hay đang đi làm ăn chỗ này chỗ kia ở nước này nước khác. Vấn đề di cư cũng phức tạp nên hiện chúng tôi đang phối hợp với cảnh sát Anh và khi có thêm căn cứ chứng cứ chính xác mới có thể kết luận. Tất cả những thông tin gia đình báo mới là suy đoán và chúng tôi cũng căn cứ vào đó để xác minh, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh. Về việc gửi ADN của các nạn nhân sang Anh để xác minh, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết có mang theo đầy đủ các tài liệu cần thiết. Rất nhiều trường hợp mang theo để đối chứng, có những trường hợp gia đình chủ động cung cấp thông tin nhưng không phải thân nhân của họ nằm trong số 39 người đó. Chúng tôi mang đi cũng rất nhiều để đối chứng chính xác nhất, ông Thông tin